xe con và xe tải bị hút văng vì tình huống dừng đột ngột giữa đường cao tốc. Sự việc xảy ra vào ngày 5 tháng 3 trên đường cao tốc Hà Nội - Bắc Giang, đoạn qua địa phận huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh. Diễn biến sự việc như thế nào? Mời cả nhà theo dõi tiếp ngay sau đây nhé! Theo đó, chiếc xe con màu đỏ đã dừng đột ngột ở làn ngoài cùng bên trái, khiến xe tải nhỏ phía sau không phanh kịp, đâm vào đuôi xe này. Tiếp đó, xe có camera hành trình, dù chỉ chạy với tốc độ gần 50 km/h ở làn cho phép, xe chạy tới 90 km/h nhưng vẫn không phanh kịp để tránh. Vụ va chạm xảy ra ở ngay trước lối ra thị trấn Liêm, Bắc Ninh, nên lý do chiếc xe con màu đỏ dừng đột ngột được cho là tài xế sợ lỡ lối ra. Thông tư 31 năm 2019 TT-BGTVT của Bộ Giao thông Vận tải đã quy định rõ ràng và chi tiết về khoảng cách an toàn giữa hai xe khi tham gia giao thông ứng với từng tốc độ của xe. Theo đó, khoảng cách an toàn giữa hai phương tiện cùng tham gia giao thông cụ thể như sau: trong điều kiện đường xá khô ráo, trên một số đường cao tốc có sẵn các tấm biển ghi 0m, 50m, 100m hoặc 70m, 140m, chính là để giúp các tài xế tăng khoảng cách với xe phía trước dễ hơn. Trong trường hợp không có biển báo, tài xế có thể áp dụng quy tắc 3 giây để tính khoảng cách an toàn khi lái xe trên đường cao tốc. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, trong điều kiện bình thường, 3 giây là khoảng thời gian đủ để tài xế kịp phản ứng trước các sự cố như phía trước có xe bị hư hỏng, gặp chướng ngại vật trên đường. Để xác định cự ly 3 giây, bạn hãy tìm một vật cố định bên đường để làm cột mốc. Đó có thể là biển báo giao thông, cột đèn hay cây cối. Khi xe ngay trước mặt bạn vượt qua cột mốc, bạn hãy đếm 1, 2, 3 theo nhịp đúng của 3 giây. Sau khi đếm xong, nếu xe của bạn tới đúng cột mốc thì tức là khoảng cách với xe phía trước đã đủ an toàn. Ngược lại, nếu bạn chưa đếm hết 3 giây mà đã tới cột mốc thì cần đi chậm lại để nới rộng cự ly, đảm bảo khoảng cách an toàn. Quy tắc 3 giây được áp dụng trong điều kiện thời tiết tốt, trời khô ráo, tầm nhìn thoáng. Trong điều kiện trời mưa, tầm nhìn bị hạn chế thì phải tăng lên thành 6 giây, tức giữ khoảng cách với xe phía trước gấp đôi so với thông thường. Ngoài việc chú ý giữ khoảng cách an toàn khi lái xe nói chung và lái xe trên đường cao tốc nói riêng, bạn còn cần luôn tập trung chú ý quan sát để có thể kịp thời xử lý tình huống bất ngờ. Còn bạn thấy sao về sự việc này? Chia sẻ với chúng tôi ngay bên dưới phần bình luận và đừng quên đăng ký theo dõi kênh Sài Gòn TV để tiếp tục cập nhật những tin tức đáng chú ý trong ngày nha. Gửi ngay tin nóng cho Sài Gòn TV qua hotline 0909 660 550 để có cơ hội gia tăng thu nhập nha.